Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nạn nhân giải cứu không được hoàn tiền vì tòa không có thông tin về chi phí của hành khách. Ngày 29 tháng 7, báo Đất Việt có bài Tiền khắc phục, sung công quỷ, nạn nhân giải cứu không được hoàn tiền. Theo đó, Đất Việt dẫn lời một luật sư nói Tuy người dân có quyền khởi kiện để đòi lại phần chênh lệch, nhưng e rằng không dễ dàng. Bởi vì thu thập chứng cứ và chứng minh thiệt hại phải trên cơ sở quy định của pháp luật chứ không thể cảm tính suy diễn, hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Đất Việt dẫn phán quyết của phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu được tòa án nhân dân Hà Nội tuyên chiều ngày 28 tháng 7 cho rằng không có căn cứ để xem xét cho khách hàng mua vé chuyến bay giải cứu. Đất Việt cũng dẫn tường thuật của báo Tuổi trẻ cho biết số tiền khắc phục hậu quả của các bị cáo nhận hối lộ chạy án trong vụ án này được sung công quỹ nhà nước. Đối với quyền lợi của khách hàng đã mua vé máy bay của các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay combo, chuyến bay giải cứu theo bản án, hồ sơ không có thông tin, tài liệu về những người đã mua vé. Ngoài ra đến nay, tòa cũng không có thông tin về chi phí của các khách hàng đã mua vé. Chi phí đưa công dân về Việt Nam bao gồm vé máy bay, chi phí cách ly y tế và các chi phí khác cho các đại lý bán vé và các khâu trung gian khác. Do đó, tòa cho rằng không có cơ sở xem xét giải quyết nội dung này. Hội đồng xét xử cho biết thêm, các công dân đã mua vé có thể yêu cầu doanh nghiệp giải quyết quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ này, đất Việt cho hay, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 7 dẫn lời luật sư Nguyễn Thành Công ở Sài Gòn phân tích rằng Tại phiên tòa chuyến bay giải cứu, không có tội danh nào trực tiếp liên quan đến người dân nhằm xác định họ là bị hại, để họ được hoàn lại số tiền đã trả cao hơn số tiền mà họ lẽ ra phải trả. Tùy người dân có quyền khởi kiện để đòi lại phần chênh lệch, nhưng e rằng không dễ dàng, bởi vì thu thập chứng cứ và chứng minh thiệt hại phải trên cơ sở quy định của pháp luật, chứ không thể cảm tính suy diễn, luật sư Công nói. Trong khi đó, đất Việt cũng dẫn lời ông Nguyễn Văn Tiến, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những hành khách của chuyến bay giải cứu hoàn toàn có thể khởi kiện để đòi lại phần tiền trên lệch giá vé. Tuy nhiên, việc chứng minh khoản tiền trên lệch bao nhiêu là rất khó. Hình ảnh báo chí trong nước cũng đặt câu hỏi về việc trả lại tiền cho nạn nhân vụ giải cứu. Chuyến bay giải cứu từng được chính quyền và truyền thông Việt Nam tô vẽ rằng đây là việc làm nhân đạo, nhân văn rằng chỉ có nước Việt Nam mới quan tâm đến công dân của mình đang ở nước ngoài, vân vân. Ngày 28 tháng 7, BBC dẫn lời một hành khách của chuyến bay giải cứu cho rằng Tôi từng có tâm lý biết ơn cho đến khi biết họ kết cấu để ăn dày. Hành khách này cùng với con nhỏ bay từ Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh trong một chuyến bay giải cứu vào tháng 7 năm 2020 cho biết khi đó chị đã phải trả 7.000 USD cho hai mẹ con nhưng những chuyến sau đó có người phải trả lên tới mười mấy ngàn USD. Trên Facebook cá nhân, chị kể lại những ngày căng thẳng chờ từng phút xem có được email thông báo mua vé, mặc dù đã phải trả một mức giá mà chị nói là sót lòng. Vào thời điểm dịch bệnh, công ty của chị lúc đó doanh thu gần như về số 0. BBC cũng dẫn lời của một người đàn ông khác từng đi trên chuyến bay giải cứu từ Philippines về Việt Nam vào tháng 11 năm 2021 cho biết những chuyện liên quan tới chính trị thì có những người dân thường như mình không có tiếng nói và cũng không làm gì được. Để lên được chuyến bay giải cứu, anh phải tìm môi giới và trả thêm tiền để có xuất về. Sau vài tháng đăng ký với đại sứ quán nhưng không có phản hồi, số tiền môi giới là 25 triệu đồng. Nhưng anh cho biết lúc đó tiền không còn quan trọng mà quan trọng là tính mạng. Dù sao cũng mất tiền rồi, án có xử xong thì chắc là cũng không nhận lại được đâu nên cũng không hy vọng gì cả, người này nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin nạn nhân giải cứu không được hoàn tiền vì tòa không có thông tin về chi phí của hành khách. Ai có thể chống phá đảng và nhà nước? Ngày 27 tháng 7, blog Trân Văn trên VOA có bài Từ chuyến bay giải cứu nhìn lại chống phá và thủ đoạn. Theo đó, tờ Công an Nhân dân vừa cảnh báo việc lợi dụng việc xét xử vụ án chuyến bay giải cứu để chống phá đảng, nhà nước và đòi hỏi mỗi người phải luôn nâng cao cảnh giác đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn, xuyên tạc, phá hoại công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, không để bị lôi kéo, kích động, biến thành những con rối. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả mỉa mai nhận xét, có lẽ chỉ báo chí cách mạng ở Việt Nam mới dám đòi hỏi như vậy. Cứ như nhận định của tờ Công an Nhân dân, thì bất kỳ ai nêu quan điểm về vụ giải cứu đều là lợi dụng hoặc để bị lợi dụng nhằm hạ uy tín, phủ định vị trí cầm quyền, vai trò lãnh đạo của đảng, làm lung lay ý chí quyết tâm của đảng, nhà nước và nhân dân ta trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Từ nhận định của tờ Công an Nhân dân, tác giả nhớ tới sự việc ngày 9 tháng 2 năm 2020, Chính quyền Việt Nam tổ chức chuyến bay giải cứu đầu tiên đưa 30 người Việt đang kẹt tại Vũ Hán về nước. Sau đó, Facebooker Nguyễn Viết Sơn đã viết Ngạo nghễ Việt Nam Hãy nhìn trực diện chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam để thấy được sự ngạo nghễ ấy, bay thẳng vào tâm dịch để đón 30 công dân của mình về nước chăm sóc, chỉ có thể là Việt Nam. Lũ dân chủ phản động thường rao giảng rằng đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Hãy tự lấy tay chọc nát lỗ tai mình và mở to mắt ra để chứng kiến sự ngạo nghễ đầy nhân văn của một dân tộc được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản. Tác giả đặt câu hỏi, nếu bây giờ ông Nguyễn Viết Sơn mới đưa ngạo nghệ Việt Nam lên mạng xã hội thì việc diễn đạt nội dung y hệt như thế để ca ngợi sự ngạo nghễ đầy nhân văn có phải là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phá hoại công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực chăng? Tác giả tiếp tục dẫn nhận định của tờ Công an Nhân dân rằng: "Đánh lận hiện tượng để quy kết bản chất không nên suy diễn thành lỗi hệ thống không được tô vẽ nên một bức tranh xám xịt về thực trạng xã hội việt nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo nhưng nếu không thể không nên không được như thế thì vì sao chẳng có cá nhân nào được đảng lựa chọn để tham gia lãnh đạo xứ sở này dân tộc này khi tham gia vào việc tổ chức hoạt động giải cứu trong sạch hình ảnh phiên tòa chuyến bay giải cứu vì sao bên cạnh giải cứu còn có việt á chưa kể vô số chuyện kinh thiên động địa khác ai vẫy bùng lên bức tranh màu hồng ngạo nghễ việt nam mà facebooker nguyễn viết sơn vừa vẽ vừa tô các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị đâu có tài tình sáng suốt đến mức gây hoài nghi trong nhân dân và các cấp lãnh đạo hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở theo tờ công an nhân dân Bất kể thế nào thì việc tổ chức hoạt động giải cứu vẫn thể hiện tính nhân đạo của Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm tới công dân Việt Nam ở nước ngoài và được thế giới công nhận là hình mẫu nhân văn, nhân ái, thể hiện bản chất chế độ xã hội mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có thể làm được trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tác giả nhận xét diện mạo của đảng nào, bản chất của nhà nước nào cũng do các thành viên của đảng đó, nhà nước đó phát họa và thể hiện vụ án giải cứu có nhân đạo hay không. Vì sao những người viện mắc kẹt ở nước ngoài và thân nhân của họ liên tục kêu cứu về chuyện bị bắt chẹt khi muốn hồi hương suốt 2 năm mà đảng và nhà nước ta không đáp ứng, nếu thật sự quan tâm tới công dân Việt Nam ở nước ngoài, thật sự nhân văn nhân ái thì giải cứu đâu có trở thành đại án. Tác giả chăm biếm khi biện bạch cho đảng và nhà nước ta, từ công an nhân dân có vài điểm đúng nhưng theo hướng ngược lại. Giải cứu đúng là hình mẫu để thể hiện bản chất chế độ xã hội mà không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có thể làm được trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tuy cũng lúng túng và khốn khổ vì đại dịch Covid-19, nhưng sau đại dịch này, không có quốc gia nào trên thế giới có những đại án như giải cứu và Việt Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Ai có thể chống phá đảng và nhà nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc thơ thời báo.d